Hôm nay sớm mới về thêm một ít mẫu gen mới để phục vụ anh em. Đó là gen đen Ruskin, má đen. Má là mã đen nha anh em. Hay gọi là gen đen á, anh em hay gọi là gen đen. Gen này là giống như nó cái cấu trúc và thiết kế nó giống gen 110 gen, nhưng nó đã được sửa đổi lại. Là sao? Nó thứ nhất là gen cốt bên nồi là cốt đầu liền để chống gãy. Cốt tán siết qua lăng là 12 ly. Búa gen đã được thay đổi lại để cho độ quăng tốt. Bạc đạn thì xài bạc đạn Sibo. Gọi là 6205 á, bạc đạn Sibo thì nó sẽ cho anh em cái tua máy nhẹ hơn khi ở dãy đi ở dãy tốc độ cao. Nói chung là cái gen này gọi là gen đớn, gen lớn má đen. Giá cho này cái gen lớn má đen này là 500 ngàn một cây nha anh em. Gen đen má 96, hành trình gen zin giống như gen 110. Gen này 500 ngàn một cây. Gen hàng đồ chơi rất kinh, có thể dành cho từ được xe độ đến xe zin, từ xe cháy nhỏ đến xe cháy to luôn. Đó, cốt tán 12 ly nè. Bạc đạn Sibo 6205. Máy gen đã được đốt lại để thiết kế lại để cho lực quăng cực tốt. Cốt đầu nồi, cốt liền, chống gãy. Nguyên liệu làm gen là thép 40k, 40.000k nha anh em. Độ cứng á, 40.000k là độ cứng á, chứ không phải là 40.000kg đâu. Độ cứng á, đây gọi là 40.000k. Gen này là mình bao lên xe là về chạy liền, không cần ép hay không làm bất cứ cái gì hết. Bao chạy, bao lên xe, bao êm. Gen lớn đen, má 96, hành trình zin 500.000 cây. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ shop để mua hàng.